Rồi em xin chào tất cả các anh em nha. Tối hôm nay em lên lại cái lô máy cắt tay điện 100V anh em ha. Tất cả luôn là sử dụng điện 100V anh em nha. Này, riêng cái lô máy cắt tay này toàn bộ luôn 100% là máy đều sử dụng điện 100V anh em ha. Rồi, là cái hình thức mua bán bên em là tất cả các đơn hàng từ nhỏ đến lớn đều bao ship anh em ha. Và anh em vui lòng chốt xong đặt cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k anh em nha. Đây. Rồi máy cắt tay thì loại này là em bán mù hết anh em ơi. Nói chung là những con nào có dây hay không dây gì đó coi như là tùy theo lô anh em nha. Có lô không dây thì nó rẻ hơn, còn lô có dây thì nó mắc hơn tí xíu. Đấy, là toàn bộ luôn máy cắt tay là coi như là trong cái video ngày hôm nay là em bán mù anh em nha. Còn anh em nào mà biết sửa thì chốt mấy lô này, còn không biết sửa thì anh em đừng nên chốt anh em ha. Còn cái lô cắt máy cắt tay thì bên em thì em không có bán lẻ từng con một á. Nói chung là em cứ gom thì chừng đủ chừng hai ba chục lô là em gom lại em quay một cái video anh em ha. Đó, và em xin nhắc lại luôn là anh em nào biết sửa biết dọn máy, vệ sinh máy dọn máy thì anh em chốt, còn anh em không biết thì coi như đừng có lấy mấy cái lô này anh em nha. Đó, chứ coi như là với lại em cũng không có bán lẻ từng con á, là anh em thông cảm ha. Em bán nguyên lô cứ lỗ hai ba con đấy. Và cái giá thành và cái mã số, mỗi một lô nó có một cái mã số ở trên máy, và cái giá nằm bên phía sau là về đến nhà anh em thanh toán đúng với lại cái mã số trên máy thôi anh em nha. Đó, không có một phí phát sinh nào nữa hết. Rồi, bây giờ em sẽ quay sơ qua cho anh em coi, anh em chốt lô nào thì alo trực tiếp em chốt lô đó cho anh em ha, gọi trực tiếp anh em nha, đừng nhắn tin em đọc tin nhắn không kịp. Bây giờ tính khi bây giờ em đọc kịp thì bây giờ là lô đã bán rồi thì anh em lại chửi em đó anh em nha. Đó, anh em gọi trực tiếp giúp em nha. Rồi, lô đầu tiên mã 63. Mã 63 ba con Makita anh em nha. Con này cốt 10. Đấy, đầy đủ không bởi dở hết anh em ơi. Con nào bởi là nó bởi anh em nha. Con này cốt 10 mã 63. Đấy, ba con đầy đủ dây. Đó, dây mà dây ba con này dây xấu lắm anh em ha. Đó, dây toàn là bộ là dây nối không à. Này, nó không nối thì nó đứt. Đấy, con này thì nối nè, con này nó đứt, còn con này thì nó cũng đứt, nó mẻ luôn. Còn máy thì không bởi không dời hết. Con này hơi cứng đầu này, còn con này không cứng đầu mất cặp thang anh em nha. Đấy, ba con mã 63, ba con giá 500k bao ship anh em nha, không bao sống anh em ơi. Rồi đây mã 64 cũng là ba con Makita luôn, mà con này giờ lấy phụ tùng anh em nha. Con này bị bởi anh em ha, không có dây mà bị bởi luôn. Đấy, nó bị bởi bị tét đây, cắn tét mất nắp thang một bên. Một con, còn con này Makita vỏ nhôm đầy đủ dây anh em ha. Con này đầy đủ dây, hai con, con này cũng vậy luôn, đầy đủ dây nhưng mà dây hơi xấu anh em nha. Con này cũng là Makita luôn, đầu này cứng nè, con này chạy đầu này cứng, đầu này cũng hơi cứng luôn, cứng luôn anh em nha. Đấy, ba con giá 350 anh em về dọn anh em ha, 350k bao ship anh em nha. Ba con. Rồi lô này 4 con anh em ơi. Rồi một con đầu tiên không có dây nè. 65. Mã 65 con đầu tiên bị mất cái nắp chụp nè anh em nha. Đấy, con này lấy phụ kiện thôi, cốt 120. Còn con này còn dính đá đây. Con này cũng hàng Hitachi luôn, cốt 10, đủ dây. Dây hơi xấu luôn anh em ha. Hai con. Con này cũng Hitachi luôn. Đó, đủ dây luôn anh em nha, cũng dây xấu luôn, ba con. Con này cũng Hitachi luôn. Con này ngoại hình nó thì nó ok hơn tí xíu. Đó, mà điều dây cũng xấu luôn anh em ha. Rồi bốn con. Mã 65, bốn con giá 550 bao ship anh em ha. Bốn con 550 bao ship nha. Rồi cái này 66. Mã 66. 350k, ba con máy cắt tay đủ dây luôn em ơi. Đây, một con nhỏ. Con này con nhỏ. Rồi, cứng anh em nha. Con này chạy. Con này con Ribi mà. Mẫu này mẫu Ribi anh em nha.
Đây, con này ribi luôn, ba con ribi. Mã 66 ba con. Đó. Con có con nhỏ là cái đầu nó cứng thôi anh em ha. Rồi ba con giá 350k luôn nha. Có dây điện. Ba cái đầu cắm đầy đủ. Rồi mã 66 350 luôn anh em ơi. Rồi cái này mã 67. 300k hai con. Rồi. Vẫn chạy bình thường anh em ha. Đầu vẫn chạy. Rồi hai con cốt 10. Mã 67 hai con, dây điện rồi dây hai con dây đinh luôn. 67 300 hai con anh em ơi. Rồi đây mã 68 350 ba con Toshiba. Rồi. Con chạy. Rồi. Con này cứng đầu anh em nha, đầu này cứng này, con này con đời cổ nè. Ba con. Hai con này chạy nè. Không có dây anh em nha. Đó, Toshiba. Ba con mã 68 350. Mười mười sáu hai tám hai ba chuyển khoản chị 750 chị. Chị mười mười sáu hai ba chuyển khoản chị 750. Rồi mã 69 400k ba con ribi anh em ha. Rồi ba con này đầy đủ dây nha. Rồi. Rồi đầu con nào cũng chạy hết anh em ha. Ba con. Chị 750. Ba con ribi. Mã 69 400. Lấy điện thoại của chị gọi lại là nhận tiền rồi. Điện thoại em đang quay. 69 400. Rồi mã 70. Mã 70 550k. Con này hiệu Cosi anh em ha. Bốn con. Rồi đầu chạy luôn. Rồi đầu con này cũng chạy luôn. Đầy đủ dây. Rồi chạy luôn. Chạy luôn anh em ha. Rồi bốn con. Rồi mã 70 550 anh em nha. Rồi nè mã 71. 400k anh em ơi. 1 2 3 4 con, bốn con Trung Quốc xuống Nhật. Con này là bị mẻ miếng này anh em nha. Con này giờ lấy phụ kiện là cứng nè. Đấy. Con đầy đủ dây như người ta luôn. Đó. Con này chạy. Con này chạy. Con này chạy luôn. Rồi bốn con. Mã 71 bốn con 400k anh em nha. Bốn con 400, mã 71. Đây mã 72 550. Bốn con. Một con bị mất cái cốt nhông này anh em ha. Con này thì mất dây điện. Con này thì đầu cứng nè. À, chạy. Chạy. Rồi Hitachi. Rồi. Không có dây điện. Còn con này có dây điện không có đầu cắm. Mất luôn cái đầu luôn. Rồi con này cứng nè anh em nha. Ba con. Rồi bốn con. Con này có đầu cắm luôn, có một con có đầu cắm thôi anh em ha. Rồi bốn con này 550 anh em nha. Mã 72. Bốn con 550k. Nè mã 73 600k bốn con anh em ha. Rồi con này chạy nè. Chạy luôn. Này cứng anh em nha. Rồi này mất cái đầu luôn. Rồi bốn con này. Mã 73 bốn con 600. Đấy. Con này mất dây điện, con này đầy đủ. Con này cũng đầy đủ dây điện luôn. Rồi hai con, một con bắt đầu, con cứng, hai con chạy anh em ha. 73 600, bốn con. Rồi 74. 400k anh em nha. Một con cứng nè. Chạy. Hai con cứng luôn. Đấy, ba con 400k anh em ha. 74 400k, ba con. Hai con có dây điện, một con không. Rồi mã 74 400. Rồi đây mã 75. 450k luôn ba con em nha. Ba con này đầy đủ dây. Đấy, ba con nào cũng đầy đủ dây có phích cắm hết. Rồi, một con chạy. Chạy. Rồi ba con chạy luôn em nha. Ba con Hitachi. Rồi mã 75 450 ba con. Rồi đây mã 76. 350 ba con luôn. Rồi này một con cứng nè.
Rồi hai con cứng. Rồi ba con này cứng luôn. 300k anh em nha, ba con cứng hết rồi. Đấy. Quay ba con cứng con 100.000 anh em về tờ nhà tự dọn anh em ha. Rồi hai con có dây điện. Chị, cứ ghi mã hồi nãy giờ ghi không? Nãy giờ chị cứ ghi mã đây không? Rồi mã 76 300k anh em ơi. Rồi 300k ba con. Đây mã 77 350 ba con Toshiba. Rồi một con chạy. Chạy. Rồi ba con đều chạy anh em nha, ba con Toshiba. Một con có dây, hai con không dây. Rồi mã 77 350. Rồi 350 ba con bao ship không bao sóng anh em nha, anh em lưu ý nha. Rồi mã 78. Rồi 500k ba con. Rồi một con này quay cứng anh em ơi. Một con 78. Con này. Rồi ba con đều có dây anh em ha. Đấy, ba con đều có dây, đều có phích cắm luôn. Đầy đủ. Hai con cà phê con đầy đủ, con này mất đầu cứng luôn. Rồi mã 78 500 ba con anh em ơi. Ở đây mã 79. Rồi 550 ba. 550 một đống luôn. 2 4 5 con. Đây con này anh em nó bị bứt này ra thôi anh em nha, vẫn còn nguyên vẹn luôn á. Rồi anh em về ráp lại anh em thôi. Hàng ngay con này Nito Koki. Còn bốn con này là con Trung Quốc xuất nhật anh em ha. Một con đầu Trung Quốc chạy đây. Con này Liflet cứng anh em ha. Con này đầu cứng luôn. Con này chạy. Rồi hai con có dây, ba con không dây. 79 2 4 5 con 550 anh em ơi. Rồi mã 80. Rồi bốn con 800 anh em nha. Bốn con này bốn con boss. Đây. 1. Rồi con này cứng đầu anh em ơi. 2 3 4 rồi một con cứng đầu. Hai con có dây, hai con không dây. Một con cứng đầu, ba con chạy anh em nha. Rồi bốn con boss mã 800. Mã 80 giá 800 luôn. Mã 81 450 anh em ơi. Đây, một con ribi. Con này con ribi anh em nha. Đây, vẫn chạy bình thường. Rồi con ribi thâm dài, hai con, ba con. Rồi ba con đều chạy luôn. Trên cái thay cho anh. Rồi mã 81 500k anh em nha, ba con đều chạy anh em ơi. Ba con ribi. Rồi mã 82 400k. Con này còn chạy anh em nha, mất dây. Rồi chạy luôn. Rồi ba con đều chạy. Ba con Hitachi. Mã 82 400k ba con Hitachi anh em nha. Rồi ba con một con mất dây, hai con có dây. Rồi mã 83 400k. Rồi một con cứng, hai con chạy. Một con có dây, hai con mất dây. Rồi mã 83. Lần này xấu quá. Rồi 83 350 anh em nha. Ba con 350. Rồi mã 84 450. Rồi chạy chạy.
và chạy luôn ba con, một con Mitsubishi, con này Hitachi, con này Hitachi luôn sao đó, ba con anh em nha. Rồi ba con 400, con này dây chà bá luôn, ba con đều có dây anh em không, con này dây nhỏ nè. Rồi ba con mã 84 450. Rồi đây mã 85 500k ba con chạy. Rồi hai con, ba con, rồi ba con chạy, ba con có dây luôn em ha. Đây ba con dây đinh luôn nè. Không có con nào dây nối hết, ba con này đẹp. Rồi mã 85 500k ba con. Hai con đầy đủ, con này thiếu tấm đá nè. 85 300 quên 500k. Rồi 86 450 anh em ơi. Ba con này nó có dây anh em nha. Chạy hết. Rồi con nào nó ba con nào cũng chạy hết, ba con này không có dây. 450 anh em nha. Mã 86 ba con 450 không có dây. Rồi mã 87 750 1234 con. Này là hiệu Cosi, một hiệu luôn em ơi. Này hiệu Cosi là Mai Linh Gia Băng luôn á. Một cái chạy đầy đủ dây. Rồi con này đầy đủ dây luôn. Hai cái chạy. Ba cái chạy luôn, đủ dây luôn. Ba con này đủ dây anh em nha. Rồi bốn cái chạy luôn. Bốn con này một màu. Năm con một hiệu anh em nha. Đây là mất hết một mất cái nắp nè. Con này mất cái nắp. Chạy luôn. Mất cái nắp thôi anh em nha. Rồi 5 con. Mã 87 5 con 750 anh em nha. Rồi mã 88 450 3 con. Một con chạy nè, đủ dây. Đủ dây luôn, chạy luôn. Rồi con này con Makita. Hai con Hitachi. Một con Makita. Rồi con này đây, dây rin luôn anh em nha. Rồi ba con dây rin luôn, không nối luôn, đầy đủ dây hết á. Rồi mã 88 450. Rồi mã cuối cùng của video hôm nay anh em ơi. Mã 89 450k 1234 con. Đây chạy nè. Con này bị hở cái đầu anh em nha, mất hai ngóc nè. Mất rô tô luôn. Mất hai ngóc, mất rô tô. Con Toshiba này giờ lấy phụ tùng anh em nha. Đấy, con dây nó thì cũng dài nhưng không có đầu fit luôn. Này này nó không có cái cọng dây, hàng ribi. Chạy luôn nè. Đây chạy luôn. Đây con đột rồi con cắt tôn. Rồi mã 89 400k anh em nha. Con kia bị mất rô tô rồi. Đó. Con này mất rô tô rồi. 89 400. Rồi, hết rồi. Rồi, chiều tối hôm nay em lên cái lô máy cắt tay này anh em xem ưng ý lúc nào thì anh em gọi trực tiếp em chốt hàng anh em ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả các anh em nha, chào tạm biệt anh em ha.